Tết trời win năm trăm tết. À, mình đi chợ về. Mẹ mua cái áo. Hai đứa chia ngày ra mặc nhá. Để em mặc trước. Để chị chia cho. Đấy, chị cho mày hai cái ống tay. Tiêu thụ bằng cửu chương chưa? Ui, đọc cho mẹ bảng nhân năm. 5, 10, 15, 22 chẵn về thừa mở bếp. Nhầm nhầm nhầm. Ui, ăn gì ngon thế? Cho chị xin một miếng. Hết rồi. Một bé xíu thôi. Mẹ ơi, chị sẽ ăn hết sức chất của con. Lớn lên hai đứa ước mơ làm gì? Để chung tay chống dịch Covid ạ. Rất tự hào về con. Thế còn cái Trinh? Ôi mơ trở thành ca sĩ Hàn Quốc. Cúc 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 cúc.